Ăn hậu hơn. Ở đây mình vừa đổi quân tượng phát triển của đen rồi. Chúng ta sẽ không muốn ăn tốt lên vì khi đó đen sẽ lấy tốt ăn lên và mở đường cho tượng. Nhập thành. Lên mã. Ở đây khi trắng lên mã đây thì mình sẽ đưa mã lên ô đây. Lên mã rồi. Đây khi trắng đưa mã lên đây mình sẽ đưa mã lên đây. Lên tượng. Ở đây nếu mình mang hậu lên đây thì sao? Cứ đuổi mã đã. Về hậu. Đây là một sai lầm của trắng. Trắng vừa mất mã. Đây, chúng ta thấy quân tượng này rất yếu. Nó sẽ về đây và sẽ lên đây để phát triển hơn. Về tượng rồi. Đây con mã bất tử. Tức là nếu trắng muốn đổi thì sẽ phải lấy xe ăn vào. Bây giờ mình sẽ đổi nốt xe thôi. Cơ duy nhất của trắng là tấn công lại cánh hậu này, nhưng mà ở đây đây trắng thiết quân nên là khó đánh. Ok,